Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dừa Vlog. Anh em ơi, ngày hôm nay thì anh em mình tiếp tục sẽ có một cái clip hơi bị thú vị một chút nha các bạn ơi. Vũ, anh thấy dạo này em hơi ốm á, em bao nhiêu ký à? 83 ký. Còn dạo này mày xúc nghe nó 75 ký hả? Còn đi nhậu tiếp khách mấy anh em ở Sài Gòn nhậu 15 ngày liên tiếp xúc 7 ký. Được, vậy là cũng đỡ. Tao xúc 4 ký à. 7 ký. Anh dạo này thiếu nhậu là tao xúc 7 ký. Phải luôn. Với lại nói chung món ruột mực nữa, không ăn mực trong vòng tháng xúc mất 2 ký mấy. Một tháng mà ăn mực cái này. Anh Hà sáng nay anh ăn mực anh đang Vũ lấy mày cái căn này Vũ. Đừng thui anh. Ngày hôm nay thì anh em mình sẽ chơi như thế này các bạn. Xin giới thiệu anh em là mình sẽ chơi là mình sử dụng cái căn này ngang. Đợt trước anh em cũng có một cái clip tương tự rồi nhưng mà hôm nay nó sẽ khác một chút nhẹ nha các bạn. Và hôm nay thì anh em mình sẽ cách đây cũng 8 tháng rồi. Anh em mình đã có clip và anh em mình căng thì anh em mình bao nhiêu ký rồi. Hôm nay mình căng lại lần nữa xem tới anh em lên ký hay xuống ký nha. Anh em kiểu sao anh em mình ăn nhiều quá có bị gút hay bị mập gì không nha. Để thử anh em mập hay to hay ốm như thế nào. Chắc giờ này mỏi đầu luôn vậy thôi. Trò chơi hôm nay của anh em mình thế này nha các bạn. Đầu tiên, bây giờ mấy anh em cứ ăn uống nước hay các kiểu nha. Làm vệ sinh cơ thể sạch sẽ đi các kiểu nha. Rồi xong rồi anh em sẽ nhảy lên bàn căng. Căng y như khám tiện nghi vụ vậy á. Rồi xong rồi cái anh em bao nhiêu ký ghi vô. Rồi xong rồi anh em sẽ nấu món ăn. Món ăn hôm nay mình sẽ chơi món ăn là ưa thích tự chọn của anh em. Không, để mình nấu chín với vô nấu đậu hầu rồi nhị ký. Đúng rồi. Thì bây giờ giới thiệu đầu tiên anh Hải, tự chọn anh Hải hôm nay món gì? Anh thì nói chung món ruột anh không thể thiếu cua, mà sao hai cua đây sao nó bị đột biến hay sao lên cái mèo xanh xanh. Con cua cái mèo gì anh? Nó xanh lì xanh lét luôn. Con cua dập mặt, gạch của nó luôn. Ủa con cua dập mặt hả? Không biết cua đột biến á. Ủa con cua có mặt không vậy? À sao nó xanh lì không biết. Nhắm thử có đắng không anh Hải? Không, để chúng nó chín. Rồi anh Hải sẽ chơi món lẩu cua. Lẩu cua. Bữa nãy hôm toàn đi núi đi bắt cua đá anh em. Bắt một bao, mà để sáng ngày nó chạy còn có mấy con. Nước cua đây nước riêng nha Toàn. Đúng rồi. Uống nước dẻo đặc à. Toàn là món sở trường cũng là món cua đấy các bạn ơi. Thằng Toàn nó thích ăn cua. Cua mà tôi nó mà cua lấy nước này. Nó thích ăn cua mà không phải cua to mà cua ăn cua đá hay cua đồng thôi, cua đơn giản thôi, cua đi tiền thôi. Cua đi tiền. Còn Trọng ơi, Trọng hàng gì đây? Lương các bạn. Qua mua mấy lương mà không biết lương gì ở đây chắc lương suối à, suối sao này chắc lương suối nè. Nó không vàng khỉ vậy. Trọng ơi, chắc có nghệ đang mình nghĩ chắc Trọng chơi món cháo lương nè. Món ai món một cái món của anh em Nghệ An đặc sản nè, cháo lương. Cháo lương. Còn Vũ Mập có con cua đột biến không? Hai con cua dương, một con dương quá, còn con cua lam. À, với lại bắp bò. Rồi. Hai trứng ốp la. Rồi. Mì tôm. Ok, vậy Vũ là món là mì tôm xào á. Không, mì tôm nước. Rồi anh em sẽ bằng mọi thủ đoạn anh em nha. Làm sao làm ăn vô bụng hết các kiểu rồi cân lại. Ông nào mà ăn được nhiều cái ký hơn, trọng lượng nhiều hơn là ông này thắng thôi. Đơn giản thôi. Hôm nay là món ăn ưa thích mấy anh ấy tự chọn luôn đó. Ok chưa? Rồi muốn làm thì làm, muốn rồng muốn rắn thì múa. Ok chưa? Bây giờ cân hay là xí nữa xong rồi hãy cân. Xíu xèo không cân. Rồi xong mình tháo một hồi hộp là nó mất chắc á. Rồi. Anh em ơi, dầu tới nè. Đây là gia vị của mình gồm có hành, tiêu, tỏi, ớt các kiểu với đồ gia vị mình bỏ vô là cũng cho nó tiến chút cho nó lên cái mèo cho nó thơm thơm nha. Đây. Là gạch cua đột biến nha. Mèo xanh luôn. Đó. Cho vào. Nấu cho ra nước nó ngọt ra nha. Anh em. Wow, nó ra mèo ấy luôn, ra mèo xanh luôn trời. Mèo đỏ kia có ra mèo xanh nè. Gà và khóm nè. Ra vào. Khóm tới cà rồi anh em tới công chuyện luôn ha. Thử bao nhiêu nước nè. Wow. Sao cua xanh không ta? Đúng là thiệt, cua xanh trong ruột cũng xanh luôn anh em. À, bỏ im nó vào. À, trời ơi, ta chỉ còn gì bệnh nữa. Món mì tôm mình đơn giản thôi các bạn. Giờ bỏ cua vô luộc trước. Đó, cho cua nó chín. Sau đó mình bỏ thịt bò xào rồi chế mì nữa là xong các bạn. Rồi, lương mình luộc tầm 10 phút rồi nha anh em. Nó mềm chín rồi đây. Nghĩ con lương này không phải lương đồng cơ. Lương đồng là hình như nó vàng rồi chứ. Con này sao nó xanh đen đen nha anh em. Lương mì. Lương mì hả? Sáng nay Hà đi mình mua lương xanh rồi mua cua. Mình vớt ra để chặt đó mình lột lấy cái thịt nha anh em. Rồi mình tao với Nghệ Tư. Vớt sạch sẽ ra đó. Bỏ vô cho nó nở nha. Ăn luôn sạch to luôn. Rồi, để nó gạo nở chặt mình tao. Bây giờ đã hoàn thành món bún riêu của Toàn rồi nha. Bây giờ Toàn bỏ lá hành với lá gừng. Bún riêu mà có lá gừng là mới thơm anh em. Để nêm lại lần nữa
mình vô cuộc chiến thôi. Mình có bỏ mấy trái cà chua cho nó lâu lâu mình đổ vị. Sau thời gian mấy anh em đã chế biến món rồi nha. Ủa, nhìn đơn giản mà anh mình review sơ nào cũng toàn à. Ủa, bé. Cha, ủa nhìn bắt đầu. Ném được đây. Ném chút ăn, thấy thèm à. Có miếng cua nữa. Trong toàn xin ăn nó có chút anh em mình hâu hâu của ăn kìa. Ném ăn. Béo ngon chưa ta? Chú thấy cái nào cháo lương con trẹm nè, nhức cái nách luôn à. Ui cha mẹ ơi. Không. Thôi anh em mình tranh thủ cho nước nó nóng. Lượt chơi anh em mình đơn giản thôi. Anh em bây giờ xong hết chưa? Xong. Anh em sạch sẽ rồi phải không? Còn đậu mũ thì xí nó đậu mũ luôn nha. Em đậu mũ luôn đây. Anh em cứ đậu mũ. Đậu mũ rồi, đậu mũ thì để mũ luôn nào. Không có. Đó. À cái máy đây chị nha. Rồi anh Hải. 64. Ừ, để đứng đó. Ra tới gần xíu em ra. 64 kg 70. 64 kg 70. Rồi. Mời anh Hải xuống. 64 70. Tiếp tục. Ai tiếp theo? Vũ luôn đi. Cực tên Vũ kêu mà. Rồi Vũ luôn. Rồi. Vũ về 83 84 kg à. Anh em đón Vũ nhiêu? Từ từ nó chớp một cái là mới được nha. Rồi chớp rồi. 83 kg 20. 83,20. Căn này làm tròn dễ làm tròn nghe. Phải 20. Anh em nhớ là cái đây 8 tháng trước anh em cần bao nhiêu ký không? Có ai xuống ngay lên nha. Đây ôm một mấy ký. Ôm mấy ký luôn à. Ăn quá trời ăn vẫn ốm nha. Do thiếu mực với thiếu. À thiếu mực. Ồ trạm. Trạm coi cũng nhiều ký vậy ta. Rồi chớp. 70. Trạm lên được. Bao nhiêu lần? 71 mấy? 20. 71,10. Cái lúc trước trạm cần có 70 kia chuyển nha. 71,1 lạng. À đúng 15 ngày trước là toàn 59,5 kg. 59,5 kg cách 15 ngày trước. 15 ngày trước. 51,95. Xúc cặp 8 kg. Còn đang nó ốm như ta. Rồi. Đêm ngày nhậu liên tiếp xúc 8 kg. Tôi bữa trước tôi 64 kg, bữa nay tôi cần thêm bao nhiêu kg luôn. Kinh khủng rồi. Rồi còn có 62,5 kg rồi. Vợ nuôi không kỹ. Rồi anh em sẵn sàng chưa? Đồ ăn chưa? Chưa. Vô. Rồi anh em giữ nguyên hiện trường hiện trạng ăn. Hồi nãy là mặc cái gì thì lên căng lúc sau là như vậy. Ok. Bây giờ mình chơi như thế này nha. Mình đúng rồi. Trong vòng 20 phút. Anh em 20 phút thôi. Không cần nhiều. Tại vì nếu ăn được thì cỡ 20 phút là ok rồi. 20 phút. Không ngừng ăn món ăn do anh em tự chọn, tự nấu, tự chế biến và lên căng. Ai mà trừ ra cái số lượng mà gọi là to nhất, đúng không? To nhất là người chiến thắng. Xin giới thiệu anh em, đây là món cua dập mặt của anh Hải ngàn mượn. Cua có mặt ta? Không biết hồi đó tới giờ anh làm cua chưa thấy con cua nào mà cái mặt nó xanh đen như anh là trùm ăn cua. Anh Hải là trùm ăn cua, chuyên gia ăn cua mà sao bữa nay anh bị chẳng lẽ là ngày mai lên báo anh Hải ăn cua bị ngộ độc không ta? Biết gì đâu sao. Món toàn nhìn hấp dẫn quá rồi nha, toàn đang khá là ok. Còn món có trọng là anh em biết rồi, cháo lương là lương suối nha. Ui chà, ngọt. Có thêm nấm kèm, thêm nấm rơm. Anh nào bị bệnh nha, húp một cái là bắt đầu là trường sinh bất lão luôn. Còn món vũ nhìn cũng đẹp à. Rồi, cua mì tôm, cua thịt bò rồi nha các bạn. Cắm á, cua tập cắm à. Thôi chiến đi. Móc ra tô đi anh em chiến luôn. Anh em ơi, móc luôn đem luôn đi. Chuẩn bị mình đếm giờ nha. Rồi. Trong vòng mình đúng là 20 phút thôi nha các bạn. 2 phút là anh em mình chiến một phát luôn nha. Rồi. 1 2 bắt đầu 20 phút. Mày nha. Dành cho anh em. Mày nha. Mình review thôi qua. Rất là chắc thịt tre đem. Tôi móc trước. Tròn luôn. Anh em nào ăn xong thì cứ qua bằng căn căn rồi biết. Dạ, móc cho. Ăn chưa? Đi. Rồi, vô. Mời đây luôn nha. Làm cua trước không? Đúng. Coi còn biết kêu cua phải chắc. Cua chắc là cua mặt đen. Chắc thiệt á. Ui nhìn cái tô toàn đen quá. Dẫn cái toàn đen. Rồi anh em. Bây giờ toàn nhất nha. Một kêu nha. Tranh thủ toàn kịp giờ em. Anh em nha. Ui Dũng Mập, cái son Dũng Mập cũng không hề kém cạnh nha các bạn. Ui chà, chất lượng đấy. Chà. Son Dũng Mập đó. Son Dũng Mập bao nhiêu tiền mà nhìn chất lượng quá nha. Bạn cua giòn đá đây. 240. Wow. Ăn ngon rồi tính. Sao đừng nói cua ngọt nữa. Cái món của mình đây mà anh em nào mà dụ như cảm á, cảm hoặc là sốt rồi á, ăn một tô là phỉ luôn, khỏi cần thuốc luôn nha anh em. Chứ bình thường ăn được á. Phỉ luôn á. Xe mì cũng vũ chất lượng đấy. Nói chung mà mình ít ăn cua á, rồi cua mình thuê ra mình đã bún á, rồi ăn được cái ăn mà cua nghe con tròn thích ăn. Mì chế thịt bò rồi cua rồi ấy nữa tròn. 24 ngon. Soda cái son 24 đây, soda rỉ mà. Vậy hơn chứ. Bò đầm mấy á. Son tôi rỉ nhất cái luôn á. Nem 15 ngàn tiền cua với 15 ngàn bún là 70 ngàn. Cua ngọt quá được không? Còn 70 ngàn chắc lượng của mình là 190k nha anh em. Nắm rồi luôn 190k. Anh làm gì mà nè, lúc nào mình cũng chêm thêm chút mắm nè.
Sao vô không ăn cua nữa vô. Em này cua nó nhị ký mà chú phải dứt cái đầu mà ai nạn ký trước. Ừ, nhóm quá. À, trước tiên phải ăn cua cho đã mỏ ra này. Đã mỏ tên sự. Vậy vô đây người bất, nhóm chám nhóm. Ăn cua hay ăn anh em? Anh Hải chính thật sai rồi, phải ăn bún trước ăn cua sau. 15 5 phút sau phải ăn cua sau cùng. À, quan trọng là cái sức chứa chứ còn em ăn giờ 10 phút anh làm hết ra em được quan trọng chứa hết không chứ. Đúng rồi, quan trọng sức chứa chứ 2 phút mà chứa không nấu làm gì. Đúng rồi. Cho anh em ăn bình tĩnh ăn review. Anh hai để cho camera ăn con cua cho em thấy luôn nè. À thôi giờ mình chà bún giờ nó cũng hơi sợ rằng anh em. À, mời bà bán con cua vào đây thôi. Bây giờ anh hai rồi. Xin luôn anh hai ơi. Cảm mừng ạ. Quá đã này mà. Mình ăn một cái miệng mà mình chai hai cái tay quá. Nóng không tao? Bốc hơi bốc khói mà. Nó dung rồi mà. Anh em ăn bún nha. Đó mà ăn giữa mặt. Wow, ngon. Có khi nào ăn hết rồi ăn giùm mấy người bên kia luôn không? Hiểu. Cháu mà ăn có nấm mà có lương ghê không? Mình nấu có chút xíu gà nha anh em. Quá đã luôn. Còn tổng đài dự đoán kết quả mở thưởng đã bắt đầu chạy rồi nha. Anh em dự đoán thêm thử là ai sẽ là giành chiến thắng hôm nay và anh em ăn được bao nhiêu trọng lượng nha các bạn. Nhìn cái son này chứ nó cũng là nhiều ký lắm nha các bạn, không phải đơn giản đây. Cái son này cũng sâu lắm nè. Quá anh em ơi. Hồi nãy quên nói mà anh em cần thử mấy cái son được bao nhiêu ký để biết chừng luôn. Mình canh chắc cỡ son mình chắc cỡ 3 ký á. Son vũ nhiều nè. Son vũ phải 4 ký á. Ui vũ đau đã nhìn cái vũ anh nhìn thấy hấp dẫn á. Vũ phải ăn nhanh nhân mì nữa nha. Không. Mì bổ vô nấu nước sâu luôn rồi. Nên nó không có nở đâu. Nó dài luôn. Vô, đã quá rồi mình. Má ăn bún hồi sáng rồi giờ ăn bún vẫn ngon. Ăn ngày qua bữa nay ăn vẫn ngon. Anh hai ăn hết theo đấy hôm nay. Không không. Quá nồi nha. Mỡ quá đã. Mấy anh em khi nấu là mấy anh em cũng lượng sức là mình ăn sẽ là dư cái này để anh biết chơi đúng không? Thật ra đủ dư hết chưa? Dư chứ ăn không hết đâu. Cái xô này tôi to quá em thấy không? Mình thường thường ăn có nếu nước ăn 2 ký mấy. Đây nấu tới 3 ký. Ở mình nấu cháo nghệ là lẻm này nè. Ở trong thành phố người ta nấu lương cháo lương á, đặc nó đẹp lắm chứ không phải nó lẻm gì đâu. Đây gọi là lẩu cháo. Đó là đúng. Sao vậy? Suy nghĩ hồi nãy chở thiếu tiền không á? Ừ. Thưởng cua đó. Thưởng nè, vô tự thưởng cho bản thân hay vô. Thằng xe ra cái tô mì của ông Vũ nó đầy một cua quá. Thôi một cua quá. Còn cái tô bún có toàn chất lượng riêu luôn. Đây có thêm chút có huyết bò với đậu hũ nữa chuẩn luôn là ngon luôn mà sáng toàn là chợ lên đây. À, hay mà đó là tao nghe thấy ăn mèo như làm cua anh ấy ớt làm cua anh hai anh chơi món này giống là món bún đặc rồi bún bây giờ mình không có ăn bún riêng mình để vô mình làm luôn rồi ôi này hết mất tiêu rồi không đủ anh hai ăn sợ anh hai ăn qua ăn ký bên này luôn quá chưa nói điều gì đâu nãy tôi nói rồi mà anh hai ăn hết đi qua múc con cháo em mà không chắc chú qua em mì tôm này chú à anh hai múc này bún em không dám đâu đây tôi đây nữa là non rồi chứ không dẫn đâu mà dẫn anh hai mà ăn hết đây cũng dặn mà phải dẫn loại hẹn quá. Ồ, ăn đã chưa? Đá mà hầu, phiển ừ. Hôm cũng cảm cảm nữa chứ. Làm tàu rửa nò nè mà.
ngon mà các con. Ngon á. Ngon anh em mừng đây nè. Thời gian vẫn còn khá là dài nha. Anh em mình đây cũng là một chuyến bồi dưỡng trước khi ngày mốt anh em vào rừng mình sinh tồn bữa nha các bạn. Trước khi đi sinh tồn thường thường anh em mình lại là làm một bữa ăn cho đã cho anh em. Ba tô rồi mà sao thấy nó. Đâu rồi. Chưa già rồi. Đầu thứ 4 rồi. Vô rừng bắt đầu anh em đó bụng em mở clip ra xem là nó hết đói. Ô, ngon rồi. No rồi hả? Anh nào cũng no rồi hả? Anh nào cũng nổi hả? Anh em no, ai không nổi thì ra kia căng thôi. Đúng rồi, ai không nổi ra căng. Ở đó. Mắt to hơn cái bụng nha anh em. Một con cháo đầy đủ một gia đình ăn mà nghĩ sao rồi. Hơi bị chất lượng ấy. Con cua đang biết nó có chuyện. Không mà sao nghe làm cơ thể tôi bắt ăn nữa. Cua ăn nhanh no, con cua này ăn nhanh no quá anh hai. Nhanh no quá. Con cua bị dập mặt ăn nhanh no này. Cua này hạn hái mất 5 xịn chơi. Anh thương quan trọng nhưng mà cảm hiến hết tới cái bào tử là lúc là vừa em. Để mình đảo một vòng thử hồi nãy giờ anh em nào ăn nhiều nhất rồi nha. Cuối khi nào ăn nãy cân 83 kg ăn xong cân còn bé 78 kg. Đấy rồi. Rồi thêm ra ối. 83 còn 82 thôi chứ đâu còn tới 7 mấy chứ Dũng. Vậy. Cái nó mới hay vậy. Mình nghĩ cái tô như thế này mà hai tô này á thì nói chung là em nghĩ, có con người ăn hết lắm. Em nghĩ hai ăn không bao giờ thấy son này được. Không hết đâu. Cái bằng kem không bao giờ thấy được. Căng rồi xong rồi kêu bà Nhung tới sức đi luôn chứ để gì nữa. Sức chuồng luôn. Ừ, sức xỉ luôn cho rồi. Đợt này được giá mà, lên giá mà. Còn tranh thủ với nước ngồi nè em. Hết nổi rồi hả? Ừ. Hôm nay lên 4 máy rồi chứ. Quá đã. Quá non. Cho anh em ăn thoải mái, anh em không biết thời gian đang còn bao nhiêu phút luôn. Anh em ăn khi nào nó đổ chuông là anh em dừng rồi. Ừ, mì khô, mì khô ngon à, vẫn ngon à. Nhìn cái miệng Vũ ăn vẫn ngon nha các bạn. Mấy bạn nhỏ nào mà hay bị biếng ăn, ba mẹ mở clip cho coi chú Vũ ăn nè, rồi ăn cho giỏi nha. Ướt át hết luôn à. Hai mái đâu à? Nó không, chế không ngừng như sông xả luôn á. Anh hai mái đâu à? Tôi thứ hai. Tôi thứ hai mái của tôi rồi. Lo mà. Mình ráng làm hai tô nữa nè. Úi à, hai tô nhỏ nhỏ thôi. Công nhận đến gần đây mình cái mùi cháo bún riêu các kiểu bốc mùi lên mì tôm này thơm ngào ngạt luôn á. Trong những cái điện thoại nó có cái phần mà ngửi được mùi rồi. Giờ cho nó mát chút á. Thêm miếng chuẩn bị có mà. Không còn mì béo. Thời gian vẫn đang bon chạy nha. Anh em dự đoán nghĩ thời gian được bao nhiêu phút rồi anh em có biết không? Chắc tầm 10 phút á. 12 phút. Gớm à, anh em dự đoán gớm à. Đó, anh em cũng đi tập thể dục rồi đi các kiểu ấy. Đi chơi đi. Đó, đi dạo đi. Đúng rồi, anh em dạo sạch đét đi. Mua lửa mua kiếm đi. Để cho nó ngủ cái này á, em bút khơi cho nó phỉ. Có luôn, thấy luôn. À, chưa. Nắng quá đẹp. Cho uống nước không? Không, uống nước làm được. Uống nước của mình kia nè, uống nước mì tô của mình là được. Nước chạy vô quất lít kiểu luôn á. Coi ra uống nước hồ cá nghe không nổi đâu á. Quất tiếp hơn nữa rồi nghỉ tiếp. Tháo màu á. Mời nên em. Anh em thoải mái dễ lao nha, món ăn yêu thích của mấy anh em mà. Nhìn anh em trước có đám cúng gần nữa, anh em còn đi ăn cúng nữa, khách mời lấy thịt được kìa. Bạch chiều mà cúng nữa. Chiều. Sao đơn thì đắt rồi vô. Ủa, anh Hải ra mồ hôi quá vậy, nó nhiệt ký mất cái sao anh Hải.
Vậy sao? Anh làm sao đừng ra mồ hôi chứ, quạt đi. Trời quơ, mất nước dưới anh hai. Trời, mất hồi nãy gì cơ, nửa ký rồi. Quạt đâu, khăn đâu. Leo đồ vô. Trời quơ. Hai lấy áo rồi, chẹm vô nó dính áo. Chẹm vô áo cho dính vô áo. Anh đái đi. Chẹm vô cho dính vô áo đó. Trời ơi, nó mất nước. Uống. Biết sao nhỏ vô. Nhỏ, à quên nhỏ vô tô. Thời tiết trời chuẩn bị mưa, nằm ở ngoài. Hiu hiu, hai nắng. Từ bà nói no ra căng vậy. Ừ, no ra căng thôi. Còn có xương không? Toàn đang cũng có cơ hội lắm nha. Ê Toàn, không cần thử, không cần trước. Nếu em đầu hàng mới được căng nha. Không có gắn quốc hay sao. Toàn đang món nước đây mình nghi là khả năng Toàn đang dễ thắng nè các bạn ơi. Anh em có đặt cược cho Toàn đang giống mình không? Đặt cược thì anh em bấm nút like thôi kìa. Nhiều anh em mình biết. Quá ghê lắm. Anh hai ăn cái gì nặng nặng á, húp nước cái gì nặng nặng á. Bây giờ ăn cái nặng đâu, xương nè. Mình chơi xương luôn. Cua nhỉ đi mình. Chơi quy xương á. Ui, Toàn đang làm hết trong bông riêu rồi, còn tô hết mất tiêu rồi. Đang ăn đây. Dù mập còn cua nữa, ăn cho nó ngon miệng đi em. Mì tôm ăn ớn rồi, ăn bằng cua đi. Thịt bò đó. Bò cho nặng. Dù ăn thịt bò cho nặng. Đâu rồi anh em ơi? Cầm ăn nắm nè. Nắm ha, nắm đi. Ăn múc đều đều ăn không? Ừ. Cầm cái muỗng nằm nhát vô vô quần luôn, xí nó căng nó nặng được chút nào nặng. Ừ, đánh nó ra cho mình sẽ tự... Bây giờ kiềm chế cứ sao mà cho nó khí tụ nó xuống bọn nữa luôn. Anh này đi ấy đây này. Đi vệ sinh thoải mái mà. Đi xin nhị cái anh này. Ui, Toàn đang hết rồi. Đang dữ không? Để coi thử anh hai có cái tuyệt chiêu gì không à. Dạ, mình coi. Không, hết tô đây là dừng rồi vừa. Nếu không nghĩ hết tô đây chúng tầm có 2kg. Toàn hơn nữa. Tập dọc bên này. Tính cho nó xuống gái cái này mình đẩy cái chút. Có anh nào cắn chưa ha? Chưa đâu. Bây giờ mình tiết lộ cho anh em thời gian cho anh em cái khuấy động phong trào nha. Xin thông báo cho anh em. Thời gian còn 50 phút, 5 phút 27 giây nữa nha các bạn. Đó, anh em tự lượng sức đi. Còn 5 phút đi. 5 phút 27 giây đó, anh em nhắc được bao nhiêu nhắc nha. 15 phút à. Chắc tôi đi bộ vô trong kia cái. Rồi. Cái bộ vô kia cái tôi lặn cục cọ anh em. Lặn cục cọ anh em ký vô quần. Sinner sẽ có cái phần trọng tài va rất kỹ nha. Nhưng đơn giản nè, mình vũ ra hồ cá làm cũng chưa thì nhờ sợ vô cầm cục đá vô nhắc vô anh phải tìm hiểu kỹ nha, chứ không phải đơn giản đâu. Ai chơi vậy nè mà. Mình phải chơi theo luật rõ ràng. Rồi nhắc bác coi coi nhắc quần. Chứ nó tung tung á. Còn đang chuẩn bị nước rút. Nên quá. Đang làm hết cái sòn cũng nhiều lắm rồi. Sòn này 4kg nước nè. 3kg 4kg hơn sòn đây mà. Sòn này sâu. Sâu mà nó nhỏ hơn. Anh hai, anh nếu anh ăn hết cái tô này nè thắng. Tại vì anh ăn cái này nó nặng hơn cái Toàn rất nhiều. Không, rất nặng. Hai không thấy đâu. Hên xui. Vũ làm gì? Gọi anh hỏi người thắng hả? Lên Google hỏi bí kíp hay sao hả? Nhớ bạn điện không bác má cái tưởng đi nhậu. Ờ. Ấn như trời. Quên thôi thôi. Mất mặt với con Vũ. Thế là tưởng đi nhậu. Cái gì đâu nó đâu có nói là nữa. Không nghe, tại tốt thôi. Quá căng nha bạn ơi. Thời gian tích tốc chạy rồi, còn có 4 phút nữa thôi các bạn ơi. Em bây giờ ăn được cái gì mà ăn thôi, cái gì nặng ăn thôi. Ăn cái cục cho nó nặng trọng. Ăn nấm vô cho nặng. Vũ, ăn luôn cái vỏ cua luôn. Không. Chắc trai cái chiêu đi vô trong nhà lả vô nhà trai cục tỏ. Vô. Ra kia xả bớt rồi cho nó chơi tất tất bụng chứ tất bụng. Ui chà. Ui, cả ông Vũ bây giờ nó dắt ra phải là nửa ký nước. Chả nước luôn. Giỡn đâu. Em phải tiết kiệm nước em Vũ. Em tiết kiệm nước đến đầu nè, leo vô. Đúng rồi, nó chảy xuống người thấy. À Toàn nó đầu cái mũ nó tiết kiệm nước này mình không hiểu. Đúng là Toàn nó tiết kiệm nước. Rồi Vũ ráng được chỗ nào ráng em. Còn đang bất nước đâu, nước cũng bất rồi. Đó. Nhưng mà mình nấu cái khẩu vị mình hợp nó dễ nuốt đúng không em? Đúng rồi. Chứ nếu em vô quán nhiều khi người ta nấu không hợp khẩu vị em là cũng khó ăn.
Hôm nay là anh em tự nấu tự ăn luôn. Anh em mình được cái là anh em mình tự nấu, tự biên tự diễn tự ăn luôn. Cho nên cái món anh em mình là thích vậy. Cho nên mình không có ít khi vô quán người ta nấu sẵn lắm nghe bạn. Tự nấu mình tự nêm tự ăn. Đàn ông con trai mà toàn biết nấu ăn cũng hay nha. Con gái giờ thích con trai biết nấu ăn lắm. Cho nên mấy anh em cứ ráng học nấu ăn giỏi vô. Đánh vào đường bao tử là thế nào cũng thắng. Chạm nước chạm ơi. Bữa nay sao ăn lôi ta. Đứng lên không? Đứng lên cho nó đỡ tới cái không? Đứng lên anh em ơi cho nó xuống đi. Ăn nhanh rồi ta. Khởi động lại cái căn đây chuẩn bị vô căn thôi chứ. Vô lý ta. Nhanh nồi quá rồi. Dạ chứ nhanh gì em. Cái cua nhiều khi ăn nó say đạm hay toàn. Cua say đạm lắm, không phải dở đâu. Không có nào muốn riêng toàn chất lượng á. Sao bữa nay không bỏ khế vô toàn. Bỏ khế cho nó đẹp. Hết một khế không? Hết một khế. Vũ vẫn còn dư một cua vô ơi. Bây giờ nhâm nhi con cua cũng được vô ơi. Còn 2 phút nữa các bạn ơi. Còn nhét được nữa không? Ồ, trạng quá làm hết xong luôn rồi. Tôi căng cao đó, mệt quá. Căng chưa? Mệt à. Rồi, trạng bất xô. Mời trạng. Tới đây làm việc trạng thiếu nào. Thôi ngồi với anh em chút nữa đi. Ok. Ngồi cho nó ra mồ hôi. Anh em nào muốn căng bất kỳ lúc nào cũng được nha. Nếu anh em sợ mà nó tiêu hóa đi thì anh em có quyền tới căng luôn. Cho anh em căng trước luôn. Không sao hết. Anh nhiều. Căng liền cho nó ấy, nó tiêu hóa mất kia là nó nhị đi. Đánh tôi nữa. Ủa tôi hỏi nè. À nó tôi nữa hả? Nếu mình ăn trong người xong mà đứng chậm cái tự nhiên nó có nhị ra không ta? Hay mình chờ lâu cũng vậy ta? Không, không nhị đâu. Nó cũng còn trong đấy chứ đúng không? Tiêu hóa chứ. Mày tiêu hóa nó nằm trong đấy chứ không tiêu hóa đâu. Nó bốc hơi không? Là tiêu hóa chạp nó mới đói. Ráng lên em ơi. 1 phút 30 giây nữa anh em. Vâng, không, nghỉ á. Thôi, vô. Vô đây anh. Mày sao? Rồi, mày đây. 1, ứng cứu viên. Đứng chờ đi, đứng chờ nha. Chờ anh em nhé, còn có 1 phút nữa thôi. Thời gian tí tắc rơi, tí tắc rơi. Cố lên em ơi. Trầm răng ráng, trầm răng ráng bươn à. Bươn một cú nữa nè. Dài con lươn nữa thôi. Dài miếng lươn nữa thôi. Quyết định hay không á, cuộc chơi đồng ơi. Món lươn này nó dễ ngàn mà nó nặng lắm á. Nắm luôn nhiều, nặng lắm. Cái nồi nước cũng toàn nhiều vắn á. Hấp dẫn. Thôi toàn đừng có ráng, ráng chơi em. Hải được không? Hải còn tốt chứ, hải đường dài được là tốt nha. Đây là do con cua dập mặt con hải ăn nó nhiều ta. Nếu hôm nay mình hải thắng là nhờ con cua dập mặt đấy nha. Thôi, theo mình cũng xem luôn á. Ôi rồi, hai thí sinh mời ra luôn. Đứng chờ một xíu. Toàn thấy rồi, chịu thấy nổi rồi hả? Đừng ốp nước nhiều, bất nước á, nước nhiều bất lắm. Rồi anh hải tu nước nè. Ủa ghê không? Anh Hải không còn nước đâu các bạn ơi. Quyết định bỏ cua nha. Anh Hải quyết định bỏ cua lấy nét 5 cây về mua cua sang. Còn 10 giây nữa. 7 6 5 4 3 2 1 dừng. Rồi anh em có ngậm miệng rồi ăn hết. Rồi dừng. Rồi. Hết chưa? Rồi anh em hãy sử dụng hết đi. Rồi chưa? Tới căn luôn camera. Rồi. Rồi. Ai ra trước? Vũ ra trước. Mời Vũ. Trước khi đi, tôi kiểm tra. Thì nói phải không? Cái gì to vậy cha? Không phải. Bơi. Vũ mập nghe bạn. Hồi hộp chơi đi. Từ từ, bình tĩnh. Từ từ, Vũ bình tĩnh. Mời camera tới đây. Camera. 84 lên. Từ từ, camera tới đây. 84.45. Rồi. 84.45 nhìn cho Vũ nghe bạn. Được 1 cái 2 lên. 84 phải mấy? 4 lên. 84.45 đúng không Vũ? Đúng. Rồi. Mời ứng viên tiếp theo. Trăm bông bự. Từ từ. Lôi. Thuốc này không phải không? Điện thoại. Rồi ok. Mời. Chốt rồi. 73.05. Mời camera tới. Để cho camera coi cho chuẩn. 73.05 nha bạn. 73.05. Căng xịn nha. Căng đứng xuống nè. Vẫn còn nghe. 73.05. Rồi. Tông đen. Mời camera tới. Chốt. 54.4. Toàn 54.4. Rồi mời Mr. Hải. Từ từ. Con đang đâu? Có gì hết. Có gì hết. Quýnh như nó bịch. Rồi ok. Từ từ. Mời camera. 66.95. Anh Hải 66.95. Rồi. Anh em chờ một giây lát để quảng cáo ra đó. Thời gian tổng kết nha bạn ơi. Và mình đã có kết quả rồi. Anh nào cũng qua bụng chữa rồi.
Đấy, anh em mình đã có một ý tưởng mới rồi nha. Anh Hải anh mới đưa được một ý tưởng để ngày mai anh em mình sẽ làm, và anh Hải sẽ được thưởng 200.000 vì cái ý tưởng quá hay nha. Sẽ có kịch bản hay hay vào anh em. Nhớ bấm nút like đăng ký kênh để ủng hộ để xem tập tiếp theo, nó sẽ liên quan với chủ đề này nữa. Và hôm nay thì mình chốt lại, Vũ Mập ăn 1,25 kg, anh Hải ăn 2,25 kg, Trọng ăn 1,95 kg, và người cao nhất đó là Toàn đang ăn 2,45 kg. Ghê thiệt. Một tràng pháo tay cho anh em nè. Tại vì cái món á, nó thấy vậy á, tuy nhiều nhưng mà nó là không nặng, nó có nhiều cái thế mạnh á, anh em thấy không? Nhưng Vũ Mập nó ăn mới mình nó ăn được 1,25 kg. Đó. Đây, đây anh em chụp màn hình này cái số anh em mình chốt. Đó. Toàn đang bữa nay ăn phá cái lục gớm á, 2,45 kg. Anh Hải 2,25 kg. Anh Hải ăn khá nhiều mà cũng được 2,5 kg, thua Toàn xíu. Toàn là thắng nước mà. Em nghi Toàn là thắng phải rồi. Nhưng mà nước thì anh em uống vô một cái lẩu cua thì nó cũng tức bụng, nó cũng khó giữ á, ngồi chập là được là bung sườn á. Anh em ơi, thôi mình xin tạm dừng clip tới đây. Anh em có ý kiến hay còn dế nữa không? Thôi dạ chứ thôi. Anh Hải hôm nay em tưởng thắng chiều rồi, em đã nói rồi qua kia mua bánh bèo, bánh xèo rồi bánh canh rồi củ mì về là một mâm ăn cho nó nặng không chịu. Quên coi đây nha. Ok. Hồi sáng chỉ cầm tiền ông Hiển cái chè thẻn rồi cái chỗ mà bắn chì á làm một loạn cái bao cho đây là anh rơi á. Thôi anh em xin tạm dừng clip tại đây, cảm ơn em rất nhiều, chào anh em.